Thưa quý vị, tháng 9 thường được gắn liền với mùa tựu trường, hòa chung không khí với các cấp học khác, hàng ngàn tân sinh viên của các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh không khỏi hào hứng với ngày khai giảng. Ghi nhận tại trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, kính mời quý vị cùng theo dõi. Sáng ngày 30 tháng 9, tại hội trường trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, ban giám hiệu nhà trường, các khách mời danh dự và hàng trăm tân sinh viên đã cùng nhau tham dự buổi lễ khai giảng được tổ chức một cách trang trọng. Tại buổi lễ, ngoài các tiết mục văn nghệ đến từ chính các sinh viên, nhà trường còn tổ chức nghi thức trao cờ chào đón tân sinh viên. Đây là hoạt động truyền thống đã được nhà trường tổ chức trong nhiều kỳ khai giảng. Trong khuôn khổ lễ khai giảng, nhà trường cũng đã dành tặng nhiều phần học bổng cho các sinh viên có thành tích tốt trong khoảng thời gian học trung học phổ thông. Bên cạnh đó, nhà trường cũng có nhiều phần quà là các phần học bổng để hỗ trợ các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, các sinh viên dân tộc thiểu số nhằm đồng hành cùng các em vượt lên chính mình, cùng thực hiện ước mơ. Trong những năm đầu, khi mới thành lập vào năm 1984, trường có tên là Trung tâm Giáo dục Kỹ thuật Tổng hợp và Hướng nghiệp Thủ Đức. Cho đến năm 2002, trường đã được đổi tên thành Trường Trung học Kỹ thuật và Nghiệp vụ Thủ Đức và chính thức mang tên Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức vào năm 2008. Hiện nay, trường tuyển sinh và đào tạo 24 ngành trình độ cao đẳng và 6 ngành trình độ trung cấp. Ngành học đa dạng phù hợp với xu thế và sự phát triển của xã hội. Chương trình đào tạo chú trọng thực hành, môi trường học tập chủ động, thân thiện. Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tọa lạc trên một khu đất rộng rãi với diện tích hơn 50.000 m2 tại thành phố Thủ Đức. Hệ thống cơ sở vật chất của nhà trường được xếp vào hàng hiện đại trong khu vực và đang ngày càng được đầu tư và nâng cấp hàng năm. Trong đó bao gồm các phòng học lý thuyết, thực hành, nhà xưởng, khu giáo dục thể chất, ký túc xá và thư viện.